Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong thời lượng của tin mới. Hãy cùng dành ra ít phút mỗi ngày để lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đã diễn ra trên kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 27 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, trận mưa cực lớn ở Thâm Quyến đã phá vỡ 6 kỷ lục kể từ đầu lịch sử. Và thành phố bị bao phủ bởi đại dương, việc xả lũ vội vàng của chính quyền đã khiến tình hình lũ lụt ở Hồng Kông trở nên trầm trọng hơn. Người dân Hồng Kông bất bình với việc bảo vệ Thâm Quyến và bỏ rơi Hồng Kông và sự bất mãn của công chúng sôi sục. Lu Media đưa tin, từ 5 giờ chiều ngày thứ Năm đến 6 giờ sáng ngày thứ Sáu, theo giờ Bắc Kinh, lượng mưa trung bình ở Thâm Quyến là 202,8mm, trong đó quận La Hồ có lượng mưa trung bình là 380,8mm, quận Phúc Điền 263,8mm, quận Long Hoa 251,7mm, quận Quảng Minh 250,8mm và quận Yên Điền 240,8mm. và 234,8mm ở quận Long Cương đều vượt lượng mưa trung bình, nhiều nơi nước ngập nghiêm trọng. Nếu lượng mưa đạt trên 150mm trong vòng 24 giờ được coi là mưa bão lớn. Tính đến 9 giờ 45 phút sáng ngày thứ Sáu, lượng mưa ở Thâm Quyến đã phá vỡ 6 giá trị cực trị lịch sử kể từ hồ sơ khí tượng địa phương tồn tại vào năm 1952, bao gồm lượng mưa trượt tối đa trong 2 giờ tại Yên Điền, Chính Khánh là 195,8mm, 3 giờ tại Hồ Yên Điền, Chính Khánh là 246,8mm, 6 giờ tại cổng phía đông La Hồ là 349,7mm, 12 giờ tại Lạc Hồ Tiểu Vũ Đồng là 465,5mm, 24 giờ tại Lạc Hồ Tiểu Vũ Đồng là 522,8mm. Địa điểm phá kỷ lục thứ hai cổng phía đông Lạc Hồ là 518,0mm, 48 giờ tại Lạc Hồ Tiểu Vũ Đồng 576,7mm. Các chuyên gia khí tượng học Thâm Quyến cho biết, nguyên nhân chính dẫn đến trận mưa suối xả này bao gồm sự ứ động kéo dài của hoàn lưu áp thấp của bão Hakui, sự chồng chất của áp thấp, gió mùa và không khí lạnh yếu cũng như mưa lớn kéo dài. Trước đó, nhiều nơi ở Thâm Quyến bị ngập lụt, trận mưa cực lớn vào tối ngày thứ Năm đã khiến chính quyền phải đưa ra quyết định vội vàng là bắt đầu xả nước từ hồ chứa Thâm Quyến vào khoảng 0 giờ ngày thứ Sáu. Vương Trường Tiếu, Giám đốc Phòng Phòng chống giảm nhẹ thiên tai thuộc Cục Quản lý Khẩn cấp thành phố Thâm Quyến, tuyên bố với giới truyền thông vào thời điểm đó rằng mưa lớn khiến mực nước hồ chứa tăng cao vượt quá giới hạn cảnh báo và quyết định xả lũ, nhưng lưu lượng xả lũ chỉ 80 m khối trên giây và tác động đến hạ lưu có thể không quá lớn. Vương Trường Tiếu cũng cho biết, sau khi nước từ hồ chứa Thâm Quyến được xả ra, nó sẽ được xả vào vịnh Thâm Quyến dọc theo sông Thâm Quyến, sau đó thải ra biển. Tuy nhiên, chính quyền Thâm Quyến đã đưa ra thông báo khẩn cấp 3 giờ sau khi bắt đầu xả lũ, cho biết họ quyết định tăng lưu lượng xả lũ lên 120 m khối mỗi giây bắt đầu từ 3 giờ 15 phút sáng ngày thứ Sáu. Và lúc 23 giờ 44 phút ngày thứ Năm, chính phủ Hồng Kông đã đưa ra thông báo cho người dân rằng hồ chứa Thâm Quyến sẽ xả lũ vào lúc 0 giờ ngày thứ Sáu và một số khu vực ở Hồng Kông có thể bị ngập lụt. Hồng Kông đối diện với Thâm Quyến cũng hứng chịu trận mưa cực lớn nhất trong 139 năm theo hồ sơ khí tượng vào đêm đó. Mưa lớn cục bộ kết hợp với xả lũ ở Thâm Quyến đã gây ra lũ lụt ở nhiều nơi ở Hồng Kông. Đường phố xuất hiện gành thác, nước tràn vào các ga tàu điện ngầm, giao thông tê liệt một thời gian. Nhà chức trách chỉ quan tâm đến việc bảo vệ Thâm Quyến và bỏ rơi Hồng Kông, gần như lặp lại tình trạng bi thảm hồi đầu tháng trước khi lũ lụt được xả ra để bảo vệ Tân Khu Hùng An và làm ngập lụt khu vực Bắc Kinh Thiên Tân, Hà Bắc, khiến dư luận Hồng Kông bất bình. Gần đây, Phúc Kiến liên tiếp hứng chịu cơn mưa bão gây mưa lớn ở nhiều nơi. Theo báo cáo chính thức, 598 hồ chứa ở Phúc Kiến đã mở cửa xả lũ, gây lũ lụt ở Phúc Châu, Phúc Thanh, Tuyền Châu và nhiều nơi khác. Theo tin tức chính thức Phúc Kiến, ngày thứ Tư đã xảy ra mưa xối xả ở khu vực ven biển Phúc Kiến và Long Nham. Có 3 thành phố, 8 quận và 11 con sông ở Tuyền Châu, Trương Châu và Long Nham của tỉnh lũ lụt trên mức cảnh báo xảy ra. Theo thống kê, có 598 hồ chứa ở Phúc Kiến đã được mở cửa xả lũ 700 triệu mét khối nước. Các video đăng trên Internet cho thấy lũ lụt ở các khu vực thành thị Tuyền Châu, các làng mạc và thị trấn ở một số quận bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Một người dân tiết lộ, giữa nhà cô và hồ chứa nước địa phương bị nứt, cô tuyệt vọng kêu cứu nhưng bị phớt lờ nên phải tự mình bỏ chạy khỏi nhà. Bà Linh, một người dân ở Tuyền Châu, nghiêm trọng quá, nước lũ rất cao, nhà nứt nẻ không có chỗ nấu nướng, khi người ta đến cũng không có ai trông chừng, cả làng tôi cũng không ai quan tâm.
Bây giờ tôi sống ở bên ngoài, bây giờ tôi không có nhà ở, tôi sẽ ra ngoài ngay bây giờ. Ngoài ra còn có video cho thấy 9 hồ chứa ở huyện Asi, Tuyền Châu xả lũ gần như cùng lúc. Cuộc gọi của phóng viên tới một số ngôi làng ở huyện Asi vào ngày thứ 6 đã bị chặn. Wang Jian, một người dân làng làm việc bên ngoài, tiết lộ rằng lũ lụt cục bộ trước đây là do hồ chứa nhân tạo xả ra. Gia đình anh gần như bị chết đuối trong trận lũ lụt quá khứ và việc xây dựng lại nhà cửa của họ là rất khó có thể. Khi cơn bão số 4 đổ bộ vào Tuyền Châu, nó cũng gây ra thảm họa. Theo báo cáo chính thức, gần 1,45 triệu người bị ảnh hưởng ở Phúc Châu, Tuyền Châu, Trương Châu, Hạ Môn và những nơi khác. Người dân làng Phúc Kiến cho biết, trong khoảng một tháng trở lại đây, nhiều cơn bão đã tấn công mạnh vào Phúc Kiến, nhưng các nạn nhân vẫn chưa được giải cứu và họ cảm thấy tuyệt vọng với chính phủ. Ông Lin, một người dân ở Phúc Kiến cho biết, việc này rất quan trọng. Phúc Kiến có rất nhiều nơi, đại lục là một chế độ độc tài. Mức độ chăm sóc con người và môi trường rất kém, chính phủ không quan tâm có bao nhiêu người chết đuối, không có trợ cấp. Tôi ghen tị với bạn ở Đài Loan, ở Hoa Kỳ hay Nhật Bản, chúng tôi không may mắn như vậy. Kính thưa quý vị, thông tin do Trung tâm Thủy văn Khu tự trị Dân tộc Trang Quảng Tây cung cấp vào ngày 4 cho thấy, kể từ ngày đầu tháng, bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn của cơn bão số 9 Sura, sông Hoàng Hoa và sông Dương Mai có lũ vượt mức cảnh báo từ 0,1 đến 3,43m xảy ra tại 20 trạm trên 13 sông. Đến 8 giờ ngày thứ Bảy, Trung tâm Thủy văn Khu tự trị Dân tộc Trang Quảng Tây tiếp tục phát cảnh báo lũ xanh, nhắc nhở Ngọc Lâm, Quý Cảng, Ngô Châu và các thành phố khác, cũng như khu vực ven sông nêu trên và người dân tăng cường phòng chống và tránh nguy hiểm kịp thời. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn sau đó của Sula, sông Nam Lưu và sông Thanh Loan, phụ lưu của nó đã tiếp tục dâng cao. Đến 8 giờ ngày thứ Hai, vẫn còn 4 con sông là sông Thanh Loan, một nhánh của sông Nam Lưu, sông Jiuer, một nhánh của sông Ngọc Giang và sông Nghi Sương, một nhánh của sông Bắc Lục, vượt mức cảnh báo từ 0,26 đến 1,46m ở 4 trạm. Trung tâm Thủy văn Quảng Tây dự báo trong 12 giờ tới, dòng chính sông Nam Lưu tiếp tục dâng cao từ 1 đến 2m. Trong đó, đoạn thị trấn Trương Mộc của sông Nam Lục, huyện Phúc Miên sẽ chứng kiến lũ vượt mức cảnh báo khoảng 1,5m. Đoạn huyện Bồ Bài sẽ thấy mực nước cảnh báo lũ lụt, phụ lưu sông Thanh Loan tại khu đô thị Ngọc Lâm sẽ chứng kiến lũ vượt mức cảnh báo khoảng 0,8m. Thưa quý vị, theo Reuters đưa tin, mưa xối xả đổ xuống Hồng Kông hôm thứ Sáu gây lũ lụt lớn tại thành phố Đông Dân, nhấn chìm các đường phố, trung tâm mua sắm và ga tàu điện ngầm, trong khi chính quyền đã đóng cửa trường học và yêu cầu công nhân ở nhà. Hồng Kông vừa trải qua lượng mưa theo giờ lớn nhất kể từ khi hồ sơ được ghi nhận cách đây 140 năm. Nhà chức trách đã đưa ra cảnh báo lở đất khi mưa lớn đổ xuống vùng núi. Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy đường phố biến thành những dòng sông dữ dội. Trong đó có một đoạn video cho thấy các công nhân tàu điện ngầm lội qua vùng nước sâu đến thắt lưng bên trong một nhà ga và cố gắng ngăn dòng nước chảy từ đường. Đường hầm Cross Harbour, một trong những tuyến đường chính nối đảo chính của Hồng Kông và Cửu Long, cũng bị ngập và các bức ảnh cho thấy một trung tâm mua sắm ở quận Chai Wan cũng bị ngập. Đài quan sát Hồng Kông cho biết, kể từ ngày thứ Năm, rãnh áp thấp còn sót lại của bão Haikui đã mang mưa lớn đến bờ biển Quảng Đông. Thời tiết cực đoan được dự báo sẽ kéo dài ít nhất đến trưa nay. Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông cho biết, chứng khoán Hồng Kông sẽ không mở cửa sáng ngày 27 tháng 9 và nếu cảnh báo mưa bão đen kéo dài đến trưa, giao dịch sẽ tiếp tục bị đình chỉ vào giữa trưa. Giám đốc điều hành Hồng Kông Lee Ka-chiu cho biết, ông rất lo ngại về tình trạng lũ lụt nghiêm trọng ở hầu hết các khu vực và chỉ đạo tất cả các ban ngành cố gắng hết sức để đối phó. Chính phủ cho biết một số trạm thông quan hành khách và hàng hóa tại hai điểm kiểm soát biên giới giữa Hồng Kông và thành phố lân cận Thâm Quyến đã bị đình chỉ do lũ lụt. Tập đoàn MTR, công ty vận hành tàu điện ngầm ở Hồng Kông cho biết ít nhất một tuyến đường đã bị đình chỉ và các tuyến đường khác bị chậm trễ. Chính phủ Hồng Kông cho biết ngày 27 tháng 9 tất cả các trường học đã đóng cửa do điều kiện khắc nghiệt do lũ lụt lớn và gián đoạn giao thông nghiêm trọng. Chính phủ Hồng Kông kêu gọi người sử dụng lao động tuân thủ các thỏa thuận công việc thường được áp dụng khi có tín hiệu bão số 8, một tín hiệu khiến thành phố rơi vào tình trạng bế tắc với các văn phòng và cửa hàng đóng cửa. Kính thưa quý vị, hồ chứa Thâm Quyến xả lũ vào đêm khuya. Chính quyền ban đầu khoe rằng lưu lượng xả lũ khoảng 80 mét khối mỗi giây sẽ không gây nguy hiểm cho hạ lưu. Tuy nhiên, truyền thông Hồng Kông đưa tin lưu lượng xả lũ tăng lên 120 mét khối mỗi giây sau 3 giờ, cộng với mưa lớn khiến Hồng Kông chìm trong ngập lụt. Truyền thông Trung Quốc The Paper ngày 27 tháng 9 đưa tin Văn phòng Trụ sở Kiểm soát Lũ lụt Hạn hán và Phòng chống gió Thâm Quyến đã đưa ra thông báo cảnh báo xả lũ cho biết do lượng mưa liên tục nên mực nước của hồ chứa Thâm Quyến đã gần đến mức cảnh báo và đã quyết định xả lũ vào lúc 0 giờ 15 phút ngày thứ Sáu.
Wang Changxiao, Giám đốc Phòng Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai thuộc Cục Quản lý Khẩn cấp thành phố Thâm Quyến cho biết mực nước mưa tại khu vực lưu vực xung quanh hồ chứa Thâm Quyến đã vượt qua giới hạn cảnh báo và quyết định xả lũ đã được đưa ra. Lưu lượng xả tương đối nhỏ, chỉ 80 mét khối mỗi giây, có thể ảnh hưởng đến hạ lưu không quá lớn. Wang Changxiao cũng nói với truyền thông Trung Quốc tin tức Thâm Quyến, sau khi nước từ hồ chứa Thâm Quyến được xả ra, nó sẽ được xả dọc theo sông Thâm Quyến vào vịnh Thâm Quyến rồi ra biển. Có thể thấy qua những hình ảnh về thảm họa bi thảm mà người dân Hồng Kông đăng tải lên mạng xã hội như Facebook và đơn giản đến mức người dân không hài lòng khi chính quyền chỉ quan tâm đến việc bảo vệ Thâm Quyến và bỏ rơi Hồng Kông. Về việc khi nào có thể ngừng xả lũ, Wang Changxiao cho biết chủ yếu được xác định dựa trên thời điểm mưa có thể kéo dài hơn 10 giờ. Lũ lụt hồ chứa gần đây của Trung Quốc đã gây ra thiên tai thường xuyên sau khi bão Sula ập đến. Chính quyền dường như chưa rút ra bài học. Nền tảng X đã lan truyền rộng rãi hình ảnh lũ lụt ở Ludian, Quảng Đông và các nơi khác, nhà cửa, ô tô cá nhân bị ngập lụt. Khu đô thị là một đại dương bao la nước lũ. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại!